không người giảng kinh thì bây giờ chúng ta có cd có băng ghi âm bây giờ thì không dùng băng ghi âm nữa chỉ dùng đĩa cd chúng ta còn có truyền hình vệ tinh có internet ta có thể dùng những phương tiện đó để nghe chỉ cần nghe được kinh là chúng ta có thể y giáo phụng hành đấy chính là tượng pháp khi cư sĩ lưu tố vân mất chúng tôi chưa quen bà khi bà tu thành chúng tôi mới biết Sau khi tu được 10 năm Chúng tôi mới hiểu được người này 10 năm tu hành chúng tôi không biết Nghe bà nói bà có một bộ CD kinh vô lượng thọ Thời gian trước Khi tôi giảng ở Thư viện Cảnh Mỹ Đài Loan Bà đã thu thập được số CD đó Lúc bấy giờ Bộ kinh này khoảng 1-2 tháng là giảng xong Thời đó khi tôi giảng kinh Mỗi tối giảng một lần Độ hơn trăm người nghe Chỗ chúng tôi có máy thu Máy quay Máy quay là chủ yếu Bởi thế mà số lượng không nhiều Giảng xong một bộ kinh mức độ 60 giờ, 6-70 giờ Hơn một tháng, không quá hai tháng là giảng xong bà nói mỗi ngày bà nghe một băng thâu âm sau đó đã đổi qua đĩa cd mỗi ngày nghe một đĩa mỗi đĩa nghe mười lần bà đang sống thời chánh pháp mỗi ngày nghe mười giờ kinh mười giờ trên thực tế bà chỉ nghe một tiếng nghe mười lần nghe một câu trong Phật Pháp Hiểu được bà đã giác ngộ Nhất môn thâm nhập Trường thời quân tu Bà nói bà đã hiểu được câu đó Y giáo phụng hành Mỗi ngày nghe một giờ Đấy là nhất môn thâm nhập Một giờ đó nghe mười lần Đó là trường thời quân tu nghe xong bộ kinh trong hai tháng nghe xong rồi nghe lại từ đầu cứ nghe như thế trong mười năm chúng ta biết cách tu đó là phương pháp thuần chánh một người có thể duyên chú như thế trình độ một người thuộc bậc trung ba đến bốn năm họ có thể được niệm phật tam muội niệm phật tam muội là tâm đã định chúng ta có thể hiểu được trong tâm bà ngoài phật a di đà không có gì nữa đấy gọi là công phu thành phiến công phu thành phiến là bước tối thiểu trong niệm phật tam muội có được công phu này thì có thể vãng sinh bất cứ khi nào bà muốn đi lúc nào tùy thích phật a di đà đều đến tiếp dẫn bà pháp môn này rất thù thắng pháp môn rất vi diệu ai cũng có thể thực hành được bởi bà bị bệnh bệnh nặng bệnh đó chính là tăng thượng duyên của bà nếu bà không mang bệnh có công việc thì bà sẽ không có thời gian để nghe kinh lúc ở nhà dưỡng bệnh buông bỏ vạn duyên không lúc nào không nghĩ đến nghe kinh niệm phật khi đạt được niệm phật tam muội Bà vẫn không ngừng thực tập Chúng tôi tin thêm 3-4 năm nữa bà sẽ khai ngộ Quý vị nói bà có khai ngộ chăng? Chưa từng nghe kinh Nhưng mời bà đến giảng Giảng rất rành mạch Khiến cho thính chúng sinh tâm hoan hỷ Khai ngộ Đấy chính là được tự tại tự tại cái gì muốn đi lúc nào cũng được không có gì ngăn trở bây giờ vẫn ở thế gian quý vị nghe bà nói chắc là phật a di đà bảo tôi ở lại thế gian này thêm mấy hôm làm thương để mọi người học theo không sai chính là như thế trong đời tôi học Phật đã 60 năm 53 năm giảng kinh bởi cả đời không có chùa chiền phải ở chùa người khác